nguyên cái đoạn đường luôn. Nên. Rồi đi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nó xíu à. Có khách sạn, có khách sạn như gần Bixi. Ở đâu hả? Cái gì? Bixi là có hàng nghe nói vậy thôi nhưng mà không biết chính xác không. Mọi thứ đang chờ đợi kết quả thực tế. Đường vô đẹp ha. Thầy ta chậm với bữa cho báo không à? Ừ. Ta chậm với bữa cho báo không? Dừng lâu không à, dừng em chồng à. Né vô xe chạy, né vô xe chạy. Mày chồng cũng 8-9 năm rồi thầy. Bắt nè em không á thầy. Ừ, bữa nào ghé chơi ha. Dạ, bữa nào thầy ghé đi em cho vài chục ký bữa về ăn chơi. Này mới ngại chứ. Hồi này có nhà Yến nữa kìa. Ngày em mới xây khoảng 9 năm. Bạn sắp tới nhà lần này tôi ơi, có biết chẳng bơm không? Chẳng bơm đậm nay là nhà lần đó đó. Hồi nãy gần đi ngang chỗ đóng chuyện cô tích, đóng phim đồ đẹp quá ha. Sắp cũng sắp tới nhà lần này chẳng bơm. Con Yến này nhà đi học thằng thầy nghỉ đó, mới ngủ bánh học. Đi trễ đó, ví dụ 6 giờ rưỡi vô là bắt đầu 8 giờ rưỡi nó mới vô, nó đi học có khi nó quên đi báo luôn cái thống mặt nữa. Thôi tao độc quyền không ai nhóm Ma Tiến Lần hết trơn. Tôi học cái con thầy tốc độ thành Ma Tiến Lần. Không biết. Không ai. À Lộc Vân đúng rồi, Lộc Vân. Thầy cái bữa mà tao đục lỗ cái nhà. Ừ trồng được. Ủa sao nhà em nói kỳ vậy? Cái này không biết này. Này mới quy hoạch sao hả? Đâu mày không dám thân. Mấy đứa kia đâu? Sao đi chậm nha. Ồ có cái sông, mấy sông đã ta. Có chiếc kia nè thầy. Có chiếc chẹt luôn kìa. À, cố định đâu có đi được. Cảm đẹp có thể đi với nhà vậy. Đi với quê em hả? Tôi với quê luôn. Nhâm mấy sông nhìn chữ ha, nhìn chữ. Nhâm mấy sông nhìn tới tỉnh. Cái này là sinh dụ dưới thiên nhiên. Ở phía trước nó cũng có. Có view bờ sông đẹp quá mọi người. Sông này vỏ lãi đi cano là sướng luôn nè. Tuyệt vời ha. Nó có nhà cổ nè. Cổ mấy ngói xưa luôn.